Mô Phật. Chỗ này là cái chỗ cống thiền thội dính cá dạ giả mang nè. Ừ. Nay điệp qua, nay điệp qua tự nhiên cái nay Mô Phật chuyến này không mưa hả Nhiên? Em với Nhiên nói rồi anh điệp chuyến này mà qua một cái mà mưa một cái chắc kêu bằng vũ mưa chứ. Kêu bằng vũ điệp. Điệp mới kể là chào quý ông bà cô dì chú bác đang xem ảnh nhỏ của kênh Thận Quê Lóc nha. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Nãy giờ được gọi nào trên điệp? Có, thì biểu luôn hả? Coi thử đây. Coi coi thiệt chứ gì coi gì mà coi thử. Đây. Trời gì vậy? Người cái cơm. Gì? Chết mẹ rồi. Cơm. Cứ thề không đảo quá ta hả mà mặt vàng ha. Ừ đẹp không, chắc được ba xị ha đẹp hả? Ba xị à? Đó à, ba xị gần cả lít luôn á, ổ này non nè ha. Không mà có nhộng. Nhộng không? Ừ, có nhộng mà ổ nhỏ xíu à. Ổ đẹp ghê luôn. Hồi nãy em xuống em thăm cái ổ dưới kia mà bị anh em cưa hết ổ rồi. Dạ cưa luôn hả? À. Đây cô chú anh chị ơi, giờ gặp anh em cũng đi cũng loại gặp cái tổ này để cho anh Điệp lên cắt nha cả nhà. Hôm nay em ưu tiên cho người xa tới. Để cho anh làm clip. Em chỉ quay sơ sơ cảnh anh bắt được cho cả nhà cô chú đồ coi thôi anh, nha. Anh có anh ai có mà quay được. À, thôi. Anh có cái bọc bự không? Gì ạ? Cái em không có cái bọc. Bọc đựng hả? Ừ, bọc đựng mặt á. Đây. Trời ơi, không nói. Bọc của em nhắc xíu vào. Chiều về em đưa cho anh xài bọc tròn, bữa nào đưa cho mớ kìa anh đẹp. Yeah. Ờ cái bọc tròn mà bọc trời ơi của anh em cho mà không lẽ từ chối đúng em không? Em cũng có ừ, em cũng có hai ông anh ở trên bến lức ông tặng. Cái bọc này cũng như bọc que mà anh biết làm sao không? Tại là lý do cho anh em cho nó là toàn là sắp trắng không à. Anh em sắp trắng không à, là anh em nẻ cho nên không có thủ bọc bự không? Không còn tụi ông bự mà để mà mình thủ cái bọc bự nên có chẳng... hồi dưới kia ở dưới kia còn nó bọc đựng hết. Ừ. Liệu là có còn chứ tôi thấy là hình xui lắm. Tôi bảo đảm ông tôi uy tín nó một câu nữa ông nó còn nó bọc là đựng không. Nhưng mà câu ông dễ thấy không? Dễ rồi, cực kỳ. Bắt cục sơ dừa luôn. Ở đâu? Cục mặt nó dài khoảng nhiêu đây nè, tôi bảo đảm uy tín nó ông đó. Rồi để anh Điệp lại. Hả? Ừ. Còn quay. Có thì chỉ em quay nè, hai người lên được. Thôi, anh Điệp qua đi em cái em đóng quay luôn. Ông ngồi cái nạng cái bên này. Cái em lên sao em quay cho cả nhà cùng xem nha. Anh dính gì chưa trên đầu rồi. Bùng bông. Theo chân anh Điệp. Rồi. Được gió nên tụi ông cũng không có đến nỗi đậu. Cái leo cái đó chuyền qua cái kia hả anh Điệp? Ừ. Chưa có đốt khói được nè. Chuyện là một hồi nó cuốn ra lắm. Nó chuyện luôn á. Trời ơi chưa hết chơi chơi nói trước anh. Cái tổ ong nằm bên cây bên đây nha cô chú anh chị. Nó cái phần ngăn đen nó lún này. Tại vì nó nằm nó cũng hơi thì dễ cháy dữ anh. Ờ pha pha em cho nó xén cái rồi em cho nó tắt à. Xén cái nó mới được. Em ngày hôm qua bắt tỏ đầu tiên cũng bắt bằng sư dừa nè. Lên nha. Rồi lụm ở đất. Lụm chưa? Sao ra hả? Cây khói nó cho. Đâu tới này nè cái. Thôi khỏi, em khỏi quá. Khỏi hả? Khỏi. Đã lấy kim phụ anh mà. Phụ hàng thời điểm này. Ôi ôi. Ôi ôi, con mặt nó dài. Con mặt nó dài kìa anh. Dài đâu? Đây kia kìa. Chấm cái này quá rồi. Sao ông nó quấn mà bị kiến cắn anh? Trời. Em không có bị ong quá mà em bị kiến cắn. Kiến cắn cái kia hả? Sinh đồng xu. Có bằng cái bự cỡ cái tô à. Ừ có nhộng. Ừ.
Ôi ủa con mật có đẹp anh Điệp ơi. Hả? Ủa dính gì vậy? Ở trên đầu của nha. Nhà ngông dính cái kim chút máy. Ngậm luôn. Ừ, có mật đẹp không? Bên kia đẹp không? Hả? Từ từ. Dán chồm tay á. Ây da. Rồi sao kiếm vàng đâu dữ vậy trời? Cắt ngang rồi. Cũng chỉnh sáu hai sao nữa. Quá đeo không ai. Ông có gì đòi vậy nó tăng tăng ta. Anh Điệp quen em cái đó cái không? Dạ. Coi cho mặt em cái này. Một bên quá đã luôn anh Điệp. Ừ. Có quốc em mấy đã nè. Rồi, đêm. Cảm ơn anh Điệp luôn. Em thở khói cái mới được. Qua trời quýnh ảnh. Tay rung rung luôn. Ủa con mặt nó bự ha Điệp. Sao anh vừa cầm cục rồi, được rồi. Anh ấy biết lắm, biết cái bọc này không vừa lắm. Có nè hả? Thấy có ông vậy đó, được có ông bọc cũng vừa luôn. Em tính ra em thấy cái ổ nhỏ chứ đâu có bự đâu anh Điệp. Nhìn thấy cái kèo nó dài. Ừ, cái này hồi khó cắt nè. Ủa cái dao nghề không đâu? Dao nghề bỏ quên trên kia rồi. Thả phóng qua ăn đất luôn. Để đó đi nha. Quá thật nó vàng rồi. Bọc này sao sao trời. Ôi, cái đầu trên bị khô nữa nè. Ừ, nó bị khô vậy mà nó không mạnh ha. Chứ cái này nó chưa đám voi, chứ đám voi là còn nhiều nữa đó. Lẹ lẹ xuống nha. Từ dưới cái cây rồi. Quay. Em đi có thấy rõ không không nè. Rồi dưới cái cây rồi bẻ không không được rồi. Dưới cái cây đây. Cây ở giữa thiệt tình. Ây da, cái cây nằm trên giữa cái nhà. Cái cây. Ôi ôi. Bẻ gãy cái cây luôn nè. Dây. Khoan một từ. Đây. Quá trời đá luôn nha. Rồi em quay quá. Hả? Ừ. Bây giờ rút cái này đi ra nè. Đây. Ôi ôi. Cục mạch rút ra cái cây này là nái rồi. Nó bể. Bể rồi, gãy mai rồi nha. Trời. Chỉnh không hoa nhẹ cái mới được. Quá quýnh rồi. Mà còn phấn nhiều dư luôn. Trời phấn quá phấn ta. Thầy cô chú anh chị. Ngon hả? Trời ơi, chùm tôi lưới vậy mà nút đi luôn hả? Quá đã. Bỏ uổng anh. Đúng là dân chơi không sợ mưa ghê rồi. Ồ phóng hoa quá trời. Ngồi xuống dưới chắc chỉnh sao quá. Chỉnh lại, lấy bọc khác mình sang qua chứ cái bọc này nó dính phấn. Bọc dính phấn rồi. Ừ. Nãy giờ được chỉnh cái nhà không thấy rõ nha. Đây. Rồi cũng dở thiệt chứ. Bỏ đi. Rớt xuống đó nó cũng ăn chứ. Nè, ăn không? Vung tay cho người nè. Bỏ uổng cô chú anh chị. Hả? Bỏ uổng. Sạch chưa ta? Được rồi. Rồi được rồi. Cho ông hết cái cục mặt bự. Chỉnh thì chỉnh cái còn chút xíu rồi trời. Cả lít nè, đâu anh cầm cái. Nè. Lít mặt một à. Lũng bọc nữa anh đi. Lũng hả?
tại vì nó bị cái cây mới nãy á. Ừ đúng rồi, cái cây nãy nằm giữa cái cây nãy. Dao bỏ cái kỹ, bữa em leo một cái ẩu ẩu cái nó không có cái cán làm vô đùi hết lỗ. Yeah. Hồi xuống thì điêu. Rồi giờ em với anh Điệp leo xuống nha cô chú anh chị. Trời ơi mà cái ổ ông vậy mà rất rất mà còn tàn còn mặt á anh Điệp. Vậy. Còn á, hỏi này còn mặt á. Rất ổ trời. Thôi ơi làm những cái nhánh bự không. Khuôn mặt này hư rồi. Mặt này nó hư rồi. Gió gió đây nha. Mình lấy cái đọt này là nó quất qua đó thì xuống nó dĩ rồi nó bị rớt đi. Nên cục mặt nó còn nằm ở trên kia phẳng cả thị kìa. Ổ này chắc nó mua bê tông không tới sao tô chét không kỹ nè. Hả? À đúng cái thằng thầu này nó cắt xén nguyên liệu rồi. Thấy không? Ờ. Này mày này mấy con chúa phải nghiên cứu lại nha. Chúng ngày thầu cắt xén nguyên liệu rồi. Mình đứng đây hồi là có đó. Không cục mặt còn nó đẹp. Rồi, còn cái đầu trên đấy kìa. Điệp hút luôn cả nhà ơi. Tổ ông này chú Lâm thiệt chứ. Nó bị vớt cái cục mặt nó vui không? Hả? Thằng này nó ổn quá ha Điệp. Mà cái ổ này nó có cắn bỏ tàn một lần rồi nè. Cái tổ này nó có cắn bỏ hết một lần rồi nè. Ủa ông dài ghê luôn á trời. Nó xuống rồi đó. Chưa xuống anh ơi. Tiếp tục cô chú ơi, để anh Điệp lên bắt cái tổ này nha. Cái tổ này thì nó cũng rất tàn ha. Nó rất mặt luôn chứ không có rất tàn cả nha. Rất hơi nhiều. Cháy. Chừng cháy cái áo kìa anh Điệp ơi, cháy cái bọc không? Tổ ông còn hơn là ăn mót nữa. Mẫu ông Vin á. Anh đứng ở dưới này luôn hả? Hả anh Thận? Rồi anh lên đi. Sợ cho anh á. Anh cứ yên tâm. Ồ giận giận nha. Ủa ông dài ghê hả? Có gì em chạy. Nhanh chân lắm. Ngược gió rồi. Ô ngược gió rồi, tụi ông này em mệt với tụi ông này rồi. Sao ta? Ngược gió. Ngược hướng phải không? Không mấy quanh kia cài leo đứng xong ở đây anh Điệp ơi. Chỉ xảo ông ra đây. Lẹ anh Điệp ơi cho em quay cái cục mặt nè. Gì vậy? Hình con gì vậy? Ôi ôi kìa thấy không? Anh Điệp thấy em nói gì không? Lạ trời ơi con mặt quá đã luôn. Đã. Em dưới đây đã lắm luôn rồi nè. Ôi ôi nó không bể con bầu mặt nó ngon quá cả nha. Sao? Dĩ vậy? Anh đứng ra luôn hả? Ừ, cho em miếng khói không? Anh tránh còn không? Anh nói dậy được rồi. Thấp mà. Ừ. Thì anh làm sao cho nó dễ đi rồi xuống đây mình chỉnh. Ủa ổ ông tổ mặt nó dài ghê luôn cô chú anh chị. Mà nó ủa quá nó bị hư. Cầm đây, cầm đi không? Nó bị rớt tàn gió thổi rớt cả nha. Ông tiếng thiệt chứ. Được đi, mót. Bắt ổ riêng mà mót gì anh? Vậy? Bắt ổ riêng mà mót gì? Sao em cắt rồi. Cắt cái nhà cắt không chắc không thấy rồi. Ủa, mặt này mà còn nguyên là phải tơ cỡ 4 tấc cô chú anh chị. Nó bị rớt vàng, gió thổi quá, gió quá gió. Ủa, dính trên cây. Quá
trà dướng rồi. Nó không được rồi. Đúng rồi. Nè bọc nè. Nè nè bọc nè. Từ 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 từ. Không được nữa rồi. Đây không này. Rớt luôn rồi. Để anh xuống đó luôn, để đợi anh xuống. Đâu có gì đâu. Nó già rồi, nó cứng, cái sáp nó cứng. Dữ không? Lấy mấy khối nè. Đu vô cái chơi liền ha. Đu cột cột cột. Còn được hả? Được. Được cái nhà. Rồi, thôi xuống chỉnh. Còn cái miếng này nữa rồi. Miếng gì? Ừ. Ủa nãy ngày chạy lại đó để cho ông nó ăn đi. Lụm cái miếng tàn ra bạn. Được cái vỏ dao cho anh, để cái bọc lại cho nó lụm đi anh đi. Nè. Rồi chạy ra cái nhà. Chứ quá trời. Thôi khối, rồi chạy. Ừ, sao đi? Sao bỏ vô. Cầm nó. Để tụi em đi ra đây cô chú anh chị. Bà mẹ nó cái lúc mà cần khói thì nó không khói. Cái lúc nó không khói thì quá trời. Điện chạy rồi. Cậu Điệp anh mới bắt xuống này cả nhà. Đoạn này thì được chắc tầm nửa lít hơn. Chắc hơn nửa lít. Nặng á Điệp. Nặng không á. Sáp nhưng mà nó cũng có mặt chứ không phải là sáp nó nè. Nặng nửa lít trở lại. Nửa lít trở lại á. Thành quả của anh em cả nhà. Còn cái tổ được cái bịch đó giùm tôi. Cái tổ này là cái tổ đầu tiên hồi nãy. Ủa cái tổ thứ hai anh Điệp anh bắt này cả nhà. Quá trời. Mà cũng đẹp. Cầm xa xa ra gì nè. Quá trời mặt đẹp cả nhà ơi. Ủa tao kêu đâu kêu mày lấy cái bịch bánh mì ra làm gì? Hả? Biết nghe. Không mày. Chưa làm gì đồ ăn rồi. Chưa làm gì thì đã ăn rồi. Thả vô lộ già bà đám tràm chừng chục 20 mẫu đồ đóng rồi. Là ngủ chậm luôn á, là xỉu chậm luôn á. Đi theo em là em chỉ cho ăn bánh mì vậy thôi cả nhà. Ở sáng ngày nó cho ăn cơm, cho ăn bánh mì uống nước lã. Cái đó là gọi giống như thổ kèn quá. Rồi giờ tiếp tục anh em lên đường cô chú ơi. Rồi đây cả nhà ơi. Mới anh Điệp mới bắt thêm một tổ nữa nhưng mà em không có quay nha cả nhà. Tại vì cây cao quá rồi em để cho anh quay. Để em quay cái thành quả cho cả nhà xem bữa nay anh em đi nha. Nhanh cậy quá vậy đó hả? Nó quánh vô cái lỗ vậy. Tàn tật luôn. Ồ mặt nè cô chú anh chị. Quá trời đẹp. Cô chú anh chị nào có muốn mua thì cứ liên hệ em nha. Trong đây còn 3 bịch nữa cái gì? 4 luôn rồi. Quá trời. Đây bịch nữa nè cả nhà. Đây nữa. Trời ơi. Dùng gì vậy? Sao? Nó sụp. Nhìn kìa. Quay qua. Nát quá trời rồi. Có anh Điệp với nhà Nhiên thì bắt trước một ổ. Cầm thôi. Cầm dây trên cái nó. Quá trời luôn. Nay lâu lâu anh Điệp qua làm như trúng hay sao cả nhà, nhưng mà cả nhà để ý gì không, lần này anh Điệp qua không có mưa nha cả nhà, bữa nay là nắng vẫn nắng đẹp. Nắng. em với nhiên nói rồi mà bữa nay anh Điệp qua mà mưa một cái là kêu bằng vũ mưa chứ không kêu bằng vũ Điệp. Trời nắng mà cực đi luôn á. Cực thiệt anh ơi. Nắng mà cực đi luôn á đó, cả nhà. Ồ đã không rồi anh để đi đó, thành quả đó. Đây. Rồi cô chú anh chị ơi, clip của em hôm nay kết thúc tại đây nha. Em chúc cô dì chú bác có một buổi chiều xem clip của em vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà trong những cái clip sau nha. Bye bye cả nhà kìa. Hẹn gặp anh Điệp trong những cái clip sau nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà xem clip của anh Thuận Nguyên Lốc vui vẻ nha. Nhớ để cho anh Thuận xin một like cho anh còn thêm đầu động lực nha.